dừng lại với mọi thứ đã xảy ra trong ngành công nghiệp trò chơi chiến đấu. Chỉ trong 10 phút nữa tôi là người dẫn chương trình của bạn. Ellie từ Game 3. Và tuần này chúng tôi đã đưa tin về một số tin tức đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 9. Vì vậy hãy ngồi dậy và xem lại những gì tuần này có thể cung cấp. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi có phân tích mới nhất từ nhà điều hành, cho biết một số thông tin thú vị và hướng dữ liệu mới từ trình cập nhật. Gợi ý rằng, chơi game vẫn là một cơ quan giá trị cho ngành công nghiệp blockchain. Theo một báo cáo, lĩnh vực trò chơi chiếm khoảng 51 điểm, 52% mức sử dụng trong ngành. Tháng của một tháng theo số tháng 8. Tại sao con số tổng thể là một chỉ số tốt trong ngành? Nó giảm so với tháng trước. Tháng trước, lĩnh vực trò chơi chiếm khoảng 57,3% mức sử dụng của ngành. Dữ liệu từ Ambassador đến từ ví hoạt động duy nhất hàng ngày. Theo người khảo sát, họ có khoảng 850.000 trò chơi liên quan. Yêu hoạt động hàng ngày với gần 698 triệu giao dịch. Chơi game từ lâu đã được chào hàng, một cánh cổng dẫn đến giải thưởng của Web3, Blockchain và Crypto. Một cuộc khảo sát gần đây khác từ trên tờ Lay nhấn mạnh rằng 2.428 trò chơi được khảo sát bởi các nhà đầu tư. 75% nói họ tham gia không gian này chỉ dựa trên tiền đề của trò chơi. Nó không chỉ là game pha. Nhà đầu tư tin tưởng vào trung tâm như một người đề xuất áp dụng hàng loạt. Trong một hội thảo tại tuần lễ Blockchain Hàn Quốc, 22 chuyên gia cho biết game pha và crypto tự nhiên đi cùng nhau. Hơn nữa ở đó, đã suy đoán rằng phần lớn các trò chơi, những người có nền kinh tế tiền điện tử trong trò chơi trong vòng vài năm tới, các công ty game kế thừa lâu năm trong lĩnh vực trò chơi truyền thống cũng có Web iPhone 3. Người đứng đầu Epoch thậm chí còn tuyên bố sự lạc quan của anh ấy đối với trò chơi Metaverse, nhưng với một số thận trọng đối với việc chơi để kiếm tiền. Trò chơi tiền điện tử, theo nghiên cứu từ an ninh mạng, công ty kiểm toán Haken, nhiều dự án trong ngành công nghiệp trò chơi không ưu tiên bảo mật và đã quá hạn cho một vụ hack lớn. Cầu mã thông báo là mã cho XC. Infinity là một trong những hack lớn nhất của crypto với khoản lỗ 600 triệu token vào tháng 3. Tin tức thứ hai trong tuần này cũng là phân tích thông tin mà bạn có thể muốn biết. Để lại Keegan Vili, người đồng sáng lập Gager, một dịch vụ ngăn chặn báo cáo web, đã phân tích hơn 60 trò chơi trong ứng dụng và nhận thấy rằng 40% người dùng chiến thuật thực sự là bắt tự động của các thực thể đơn lẻ kiểm soát nhiều tài khoản. Trong một số trường hợp chẳng hạn như trò chơi Energy 10 trên mạng đa giác, tỷ lệ bắt trên chủ sở hữu đạt 84%. Mặc dù có thể có một lời giải thích hợp lý để giãn cách các nhà phát triển sản phẩm từ khi khởi hành triển khai, một nghiên cứu của Coffee Lisi cho thấy rằng nhà phân tích không nên sử dụng số lượng chủ sở hữu token như một thủ tục cho người dùng tích cực được giao cho. Xem ra là sự tham gia của cộng đồng không nhất quán trên mạng xã hội dự án này, ngay cả khi chỉ số giao cao. Trong khi các dự án được tài trợ nhằm vào người dùng thực bởi vì bắt không đủ kỹ năng đóng góp vào các cuộc thảo luận một cách có ý nghĩa và nhất quán. Phân tích này mất hơn 10 phút bởi vì nó chỉ yêu cầu một người đăng nhập đề bật nhóm chính thức và cuộn qua 40 hoặc 60 tin nhắn cuối cùng. Họ là những câu hỏi thực sự và các cuộc tranh luận mang tính xây dựng của cộng đồng, hoặc chỉ đơn thuần là hoạt động từ quản trị viên nhóm và chia sẻ từ cả hai tài khoản chuyển sang trang web chính thức của dự án như Twitter và YouTube. Trang Instagram của chúng tôi theo cùng một quy trình xem xét bài đăng và nhận xét từ cộng đồng. Chất lượng dữ liệu này sẽ mang lại độ chính xác hơn nhiều. Phân tích xử lý số lượng cổ phiếu, lượt thích và các khối và địa chỉ đang hoạt động. Sau suy đoán của tôi, chiếc ví nắm giữ hơn 22 tỷ sáng thực sự trong các màng tiên tổng nguồn cung cấp mã thông báo trong trò chơi Thuốc Tình Yêu Mượt Mà đã được xác định là một nữ diễn viên thuộc lĩnh vực tài chính. Chiếc ví lần đầu tiên được đánh dấu bởi Acid TV Berlin và cho biết đồng sáng lập Morgan Mangel, người đưa ra lo ngại về việc nó có hơn 50% sinh vi. Tổng nguồn cung lưu thông có khả năng có tác động đến hệ sinh thái của trò chơi. Sau một báo cáo hội nghị về lý thuyết hỏi vấn đề, đồng sáng lập Gesselin xác nhận trên Twitter rằng địa chỉ là một hợp đồng cửa ngõ tài chính. Một tuyên bố trước đó cho căn dân S từ Sikame VC, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Alexander Larson chỉ chia sẻ rằng chiếc ví không thuộc về Sikame VC hoặc SC về lý thuyết.
Cuối cùng tất cả là do ai đưa mẹ lên giường. Như anh ấy đã lưu ý rằng chúng ta hãy tiếp tục cảm ơn mọi người để giúp làm rõ thông tin xung quanh điều này. Nó thực sự là hợp đồng cửa ngõ tài chính. Bên câu lưu ý trên một chủ đề Twitter mà trước đó anh ấy đã liên hệ với Sika, Mavis và những người khác để được giải thích, không có bất kỳ may mắn nào trước khi mang vì đến. Sự chú ý của giới truyền thông tài chính đã cung cấp nhiều cầu nối khác nhau cho hệ sinh thái UC Infinity và sàn giao dịch, cho phép người dùng rút tài sản khỏi trò chơi, trao đổi và ngược lại. Phil Spencer, người đứng đầu công ty game của Microsoft, ấy bác lạc quan về Metaverse, nhưng vẫn thận trọng về các trò chơi tiền điện tử P2E, do các khía cạnh kinh tế và đầu cơ của nó. Nói chuyện với người dẫn chương trình Bloomberg Emily Chang vào thứ Năm, Spencer gợi ý rằng trong khi nhiều game thủ vẫn chưa được bán trên khái niệm hiện tại về một Metaverse, theo định nghĩa của anh ấy, về cơ bản họ có đã chơi trong thế giới Metaverse trong nhiều thập kỷ. Theo quan điểm của Spencer, Metaverse về cơ bản là một thế giới chia sẻ 3D mà mọi người có thể tự do giao tiếp với nhau và tham gia vào các kinh nghiệm được chia sẻ và các mục đích chung. Nó không phải là tất cả ngạc nhiên đối với tôi, mà các game thủ có thể nhìn vào Metaverse và suy nghĩ tốt. Tôi không thực sự hiểu nó, bởi vì chúng tôi đã có một hình đại diện của chính tôi, và tôi đã có thể đi đến một thế giới chung, và tôi đã có thể ngồi đó, và có mối quan hệ khôn ngoan với mọi người. Anh ấy nói, Spencer Cinnamon lặp lại điều đó của CEO Microsoft, Satya Nadella, người sau khi nói với Bloomberg vào tháng 11, rằng mọi người hoàn toàn có thể mong đợi công ty thực hiện các động thái trong Metaverse. Chơi game Spencer tuy nhiên đã không giải quyết các vấn đề gây tranh cãi hơn với Metaverse, chẳng hạn như khái niệm sở hữu ao, thuộc tính Metaverse thông qua NFT, người đề xuất tiền điện tử và nhà đầu tư triệu phú Mark Cuban gần đây đã đóng sầm, đầu tư bất động sản ảo là điều ngu ngốc nhất từ trước đến nay, do thiếu tiện ích và khan hiếm rõ ràng. Thay vào đó, Xbox đã tiếp tục thêm điều đó. Việc sử dụng thương mại không gian Metaverse đã tiếp tục để thu hút lợi ích của Microsoft và CEO Nadella như ánh sáng. Nhưng tôi không nghĩ rằng những kỹ năng mà chúng tôi có với tư cách là nhà thiết kế trò chơi và người sáng tạo có rất nhiều ý nghĩa trong nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Và đây là lý do tại sao Satya hào hứng với điều đó, anh ấy nói. Và về tin tức cuối cùng của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về khoản đầu tư từ cộng đồng Game 5. Anime Moco, thương hiệu Nhật Bản, công ty con của trò chơi điện tử và trọng tài Nhật Bản, cường quốc đầu tư, Anime Moco Berjan đã huy động được 45 triệu đô la tài chính và phát triển kinh doanh miễn phí trên web của mình trong một quan hệ đối tác bộ đôi, cha mẹ từ Anime Berjan và Mắt Nhà Băng. Cả hai đều hét lên 22,5 triệu mỗi người, mang lại giá trị của công ty trước khi đầu tư công và tài trợ bên ngoài, đưa ra định giá tiền lên 500 triệu đô la. Thương hiệu Animaker Nhật Bản nói rằng nó sẽ sử dụng quỹ để đảm bảo giấy phép cho bảo hiểm hoặc tài sản phổ biến, phát triển năng lực nội bộ và thúc đẩy việc áp dụng trọng tài cho nhiều đối tác. Nhìn chung, công ty giúp tăng giá trị và tính hữu dụng của nội dung có thương hiệu bằng cách thúc đẩy sự phát triển của NFT, hệ sinh thái ở Nhật Bản. Và điều đó kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường giảm giá trầm cảm hiện tại, ngọn lửa trò chơi tổng thể và có thể từng thấy dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực với tin tức tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành. Tài đã sử dụng quan hệ đối tác với web khác, hai thương hiệu bắt tay vào cuộc cách mạng web 3 mới. Trò chơi Cup of Love đang trong quá trình chữa bệnh và một số tin tức